Hôm qua, tại một địa điểm khảo cổ ở Peru, các nhà khảo cổ học của nước này đã khai quật được một mồ chôn tập thể gồm 8 bộ hài cốt trẻ em và 12 bộ hài cốt người trưởng thành, có niên đại khoảng từ 800 cho đến 1.200 năm. Số hài cốt cổ trên nằm bên ngoài một ngôi mộ dưới lòng đất, nơi các nhà khảo cổ học từ Đại học San Marcos của Peru đã tìm thấy một xác ướp cổ đại được cho là một nhân vật quan trọng vào hồi tháng 11. Trong số những bộ hài cốt mới được phát hiện, một số bộ xương được ướp xác và những bộ xương khác chỉ được cuốn trong nhiều lớp vải dệt khác nhau như một phần của nghi lễ thời kỳ tiền Tây Ban Nha cổ đại. Các nhà khảo cổ phỏng đoán khả năng nhóm người này được chọn làm bạn đồng hành sang thế giới bên kia cùng xác ướp được phát hiện trước đó. Tổ chức Bảo vệ Môi trường Hòa Bình Xanh ngày 22 tháng 2 đưa ra cảnh báo diện tích băng biển ở Nam Cực sẽ giảm xuống mức thấp nhất lịch sử trong năm nay, làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu và có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống hiện tại của nhân loại. Tổ chức Hòa Bình Xanh dẫn các kết quả đo đạc và tính toán sơ bộ của Trung tâm Dữ liệu Băng biển Quốc gia Chile cho thấy diện tích băng biển xung quanh lục địa này đã giảm xuống mức thấp hơn cả kỷ lục tối thiểu được thiết lập trước đó hồi tháng 3 năm 2017 là 2,1 triệu km vuông và chỉ còn 1,98 triệu km vuông hôm 20 tháng 2 năm 2022. Do đó, Tổ chức Hòa Bình Xanh đã kêu gọi thiết lập một mạng lưới bảo tồn đại dương toàn cầu để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu tại cả hai cực của trái đất. Dữ liệu của Tổ chức Hòa Bình Xanh chỉ ra rằng các tròm băng ở Nam Cực đang mất đi khối lượng nhanh gấp 3 lần so với những năm 1990 và đang góp phần khiến mực nước biển dâng cao trên toàn cầu. Nếu nhiệt độ tiếp tục tăng với tốc độ như hiện tại, các thềm băng sẽ sụp đổ, sông băng sẽ tan chảy vào đại dương, góp phần khiến mực nước biển dâng cao, có nguy cơ lên tới hàng chục cm.